xe quá xe ngồi này khó quán quá chị đẹp ơi. Qua gốc ngã tư bên kia kìa, dễ quá. Kìa thấy không, thấy không? Chạy lắng vô tới đây luôn, thấy không? Quen rồi hả? Không sợ hả? Quen rồi. Đi mất tiêu rồi hả? Wow, này lấy giày ta. Đếm rồi coi. 12 vé. Tiền đâu nữa? Thì cứ bán đi. Trời ơi, quần áo kìa. Về chồng lấy đồ mới ra thay không? Chút cho đem ra bộ đồ. Trời ơi, quần áo bữa nay tùm lum tàn le hết trơn. Cái gì mà mình mẩy vắng, cái gì dính, cái gì mà trắng giờ rồi chị đẹp, bụi phấn gì vậy? Trời ơi, trời, 45 như 46 kìa, sắc đít luôn, dữ trời, dữ quay, luôn. Quay vô đây coi. Quay vô đâu? Quay vô dưới số nè coi. Đây nè. Hả, chứ quay vô dưới số nè. Thì đây nè. Gì vậy? Chà, bữa nay vốn dày dữ ta. Có 15 vé thôi, chị đừng chạy. Tiền này đâu lấy nhiều dữ trời. Tiền đâu bữa nay mà lấy được 15 vé gì à. Giỏi, phải biết dành dụm tiết kiệm đồ vậy đó. Đó là cái này, này. Này được 15 vé hả? Quay vô cái tờ giấy số này giùm tôi. Rồi. Ủa gì nữa? Rồi, vậy thôi. Vậy được rồi hả? Trời ơi, trời, tự nhiên kêu quay vô tờ số giùm rồi. Có ai mở hàng chưa? Chưa. Hết tiền ở đây rồi sao mở hàng? Bán thiếu không? Không. Số tao mới bữa nay tao mới có số bán thiếu cái gì? Bán thiếu vé đây. Có 5 ngàn, thiếu 5 ngàn. Không luôn. Không có cho thiếu bằng nữa gì nhớ. Thiếu 5 ngàn. Không, thử. Ui trời. Bây giờ không thiếu. Mà bây giờ đưa 5 ngàn thì đem đi vô chổng mua bộ đồ ngày hôm qua 40 ngàn. Đưa là quầy 5 ngàn. Trời, người ta 40 ngàn. Đồ đẹp, tao mới 40 ngàn. Chứ đồ xấu, ai nói 40 chứ. Rồi giờ đưa tại số đi. Giống nữa cho nó hàng. Ai có được đâu. Rồi giờ về nằm mì với luôn á hả? Ừ, nó sụp răng cưa rồi. Trời ơi, bị vậy? Sụp răng cưa rồi. Sụp răng cưa rồi. Rồi. Thôi bây giờ không mua giấy số. Bây giờ đưa cho 5 ngàn nè. Rồi hồi đưa cho bộ đồ nó mở hàng trước cho sơ xôm xôm nữa. Bây giờ chưa bán gì cho người nấy tôi lại tôi mua thiếu nữa mất công nữa. Trời ơi, dữ chưa? Quay vô thôi. Quay luôn. Nè, quay luôn. Quay cho người ta thấy ha. Quá dữ. Nè, nhà lầu gì cũng có vậy nè. Trời ơi. Nhà lầu xa hơi. Nhà lầu xa hơi các kiểu ha. Nãy nhà đang nhớ nè em. Quá dữ rồi. Để dằn cho nó đẹp hả? Xe ngồi này khó quán quá chị đẹp ơi. Qua gốc ngã tư bên kia kìa, dễ quán. Kìa thấy không? Chạy lắng vô tới đây luôn, thấy không? Quen rồi. Quen rồi hả? Không sợ hả? Quen rồi. Quen rồi.
chị tự nhiên vậy tôi gao số lên. Ừ. Gao lên coi có ai mua không? Đây đâu có cần bán. Để chơi chơi vậy đó hả? Ai mua thì mua, không mua thì chơi. Ngày mai mình mới bán phải không? Giờ mình để chơi chơi vậy đó phải không? Ai mua thì đến mua, còn ai không mua thôi ha. Cho ra đứt chơi hả? Lại nghĩa là người ta nói tôi không có tiền nữa chứ. Ghê vậy? Bây giờ tôi có số đâu. Ai nói vậy? Ai nói gì kỳ vậy? Ừ. Ai không hả? Lên á. Không lên hả? Như mấy người trên bay nè. Chị hả? Không lên nó nói chị không có tiền lấy số hả? Ừ. Rồi nó đâu có tiêu rồi. Nó bị ta bạc thành rồi. Mặt ơi trời, không lên đi đâu mất tiêu nữa là trời. Ừ. Tiêu rồi, không thấy rồi. Ừ. Rồi. Trời ơi, ốc lên nó nói mẹ nó không có tiền, nó bỏ đi rồi. Tội nghiệp chưa? Người giàu nó vậy chứ người nghèo nó ở khách sạn nhà lầu nha ơi. Người ta ăn đồ ngon thì bà ăn. Ta ăn đồ ngon ta đi xe hơi không có. Ơi, con chẳng đi ăn trứng đi. Chẳng đi ăn trứng hả? Mà giờ xe hư thì sao đấy? Mình để lấy lại đây đi. Ai thằng ấy. Trời ơi. Đi ăn trứng thì đi được rồi đó, vô thay bộ đồ đi. Có đem đồ lại đâu mình ơi. Đem đồ lại mới thay được phải không? À. Rồi, đợi chút xíu đi. Thay chạy chỗ đi, được. Lỡ đó đó. Ôi, ôi trời ơi. Không được đâu. Ba la. Thay đồ ba. Ôi trời trời. Bộ đồ mới mua 40k. Ba la. Được đâu kiếm chỗ nào kín đáo đi. Bây giờ mình là cành vàng lá ngọc xương xa hộc lộ mà mình đứng mình thay vậy giữa thanh thiên bạch nhật ai người ta cũng thấy hết trơn rồi sao chân bị gì dữ hả? Bị người ta lấy đồ ta thay hả? Trời ơi phá quá trời phá, đứa nào mà nó chơi nó phá quá vậy không biết nữa, đứa nào vậy trời. Đó là xưng xa hột lụ cành vàng lá ngọc lấy đồ mà khe khe với đó. Trời ơi dữ chưa, vĩ đại dữ chưa, hết hồn vĩ đại chưa. Ra mở số bán kìa. Không à, ta mua người ta chắc chắn người ta sẽ có người lại lấy thôi. Mới đưa 12 tờ số căn bài nè nghe coi. Ừ. Rồi nghe coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền đó là mua cúng liền, thấy không? Chị không hết nhiêu tiền nữa rồi, nghiệp đẹp này nặng lắm, mua cúng nó nhiều rồi. Bữa đang làm gầm đó ngày đẹp, tối chuyển dưới này ngủ nè, xuống dưới đây nè, chỗ này được nè, nào đuổi đuổi ngủ đây đi. Chiều giờ đi lòng vòng kiếm không gặp, đi đâu hả? Mua trứng cho ăn mà kiếm không gặp, rồi tôi lẩm hết luôn rồi. Có mà anh đắp không, mai mua cho các bạn lấy gì đắp ạ? Mua cho các bạn với mua cái miếng miếng bạc nha, chịu không? Trong số hai mấy tờ số đó giờ mới đưa có mười mấy tờ à, thì để tôi lấy cái đó tôi mua cho miếng bạc với cái bạn rồi gọi đi, đưa với số bao nhiêu cũng đi mua mua cuốn hết trơn á, mua miếng bạc với các bạn đắp vào mùa mưa vô rồi. Để tôi mua cho miếng bạc nằm ở dưới đó ghét là bà bị là giờ gió nó nhập bà luôn á. À, cũng biết dằn mùng ha. Cũng biết dằn biết tắn quá ha. Quay lại dừng xe mới chịu rồi nha. Đó, còn đem giờ bị sửa soạn chỗ nằm ngủ rồi đâu. Túp liều lý tưởng. Giấu rồi, giấu rồi, giấu rồi. Đúng rồi, nằm đầu qua đây nè để cái đèn nó chói mắt á. Xe cứ gọi vô hoài. Hát tặng bài đi về trời ơi, hát tặng bài về coi, còn mấy ông lấy giấy số không vào đây. Còn nữa mới sợ kìa, thấy rồi kìa, thấy không đó, thấy con cuốn rồi là biết là xong rồi đó. Thấy con cuốn là tôi biết là tiền số không còn rồi đó, này ít nhất cũng khoảng là 10 tờ số. Ừ dữ. Sợ không dám đưa nhiều. Bây giờ đưa nhiều đó là rồi đó. Đó. Được hai mươi mấy vé. Có 23 vé thôi mà mình nói mà để mình đưa 24 vé. Mới đưa có 12 vé thôi là thấy là buôn cuốn rồi. Rồi Thanh Liêm định ngày mai sẽ đi mua cho chị cái miếng bạc với cái mền để chị đắp. Giờ vậy đi. Đưa nữa đổi cuốn nữa cũng vậy à. Hát bài tặng ơi trời. Ơi. Hát bài tặng ơi. Đi về ơi. Tình em như nước con sông dài. Nàng đi cá mắc cạn. Bài tặng ơi, trời ơi trời. Khán giả tao đang kìa, nó tao nói kìa, còn đẹp hát ca gặn bài ra kìa. Chị gẹp của cô ơi, gặn cho cô một cài coi. Ui. Chị ấy ơi, hát tặng bài coi, chỗ này mà tối có mưa là xuống dưới đây ngủ cũng được đó nè, chạy xuống dưới này trú dưới đây cũng được, chỗ này cũng êm,
có chỗ này gì đẹp ta, túc ngủ ở đây cũng êm nè. Mà nói chung thì Thanh Liêm không thể tiết lộ được đó, chỉ nói nhẹ nhẹ cả nhà là do chỗ này là rất êm cho chị đẹp. Mũi chích kìa, trời ơi, xung quanh mũi không rồi nè, có con sâu nữa kìa. Chị đẹp chưa ngủ nghe cả nhà, mới chung vô mùng mà. Quá thế đồ luôn rồi nè, đó. Mưa lớn chung dưới đây ngủ cũng được nè, nhưng mà Thanh Liêm không thể quay chia sẻ chỗ này được đó. Thì sợ ảnh hưởng đến cái chỗ của chị ngủ. Để nhiều khi chia sẻ là ta thấy được đến đây nữa cũng còn đẹp. Nói chung á, giờ mình cũng giới hạn bớt, không có like nhiều về chị đẹp. Thì cũng có thể lâu lâu like một buổi gì đó để chia sẻ cho cả nhà theo dõi. Chứ cũng không dám like nhiều nữa. Like nhiều đây là ảnh hưởng đến chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ là sống tạm chỗ ngày đây mai đó gì đó. Tới khi nào mà thật sự ổn định đi thì lúc đó là tính tiếp. Nghe nói hôm nay kêu xe, kêu bán chiếc xe này cho phế liệu của ông đẹp. Bán nhiêu ạ? À? Tôi kiếm người bán giùm cho. Giá nữa, người ta trả có 50 ngàn, bây giờ gặp tôi 10 vé. Tôi trả 80 ngàn. Trời ơi, tôi nghe vừa nói rõ ràng trả 50 ngàn. Mà không bị chạy đây. Bây giờ bán đi, tôi cho chiếc xe đạp. Chịu bán không? Quá sợ tiết lộ con cuốn ra kìa. Ây da, trời ơi, nội lực mạnh dưới trời. La một cái giờ cái tay tôi nó dính tùm lum màu đỏ hết rồi nè. Mũi chích cả nhà ơi, mũi chích. Có ai mua bán đi, có cái xe đạp chạy đó, treo giải thưởng rồi đó. Phải rồi, phải rồi, phải rồi. Mà khi mà đưa chiếc xe đạp là phải có một hai cái điều kiện gì đó mới được. Ca hát đồ tặng khán giả rồi mới có được. Xe ngon lắm nha, xe đạp nó ngon lắm đó. Bán được bán xe này đi rồi đưa chiếc xe đạp cho. Chứ tôi không có gớ vô đồ của chị. Nổi cáo liền á. Mà ông đi về đi. Về thì về. Về liền nè. Rồi giờ Thanh Liêm xin phép được tạm dừng video tại đây cô chú anh chị em ơi. Nó nói trọng hồi cái quạo lên đó. Bây giờ chở vô ngủ đi. Chắc ngày mai thì có thể Thanh Liêm lấy cái số tiền mua vé số cho chị đó để mình đi mua cái mền với mua một cái miếng bạc ngủ để mà nằm dưới vậy rồi ghét gió nó lên, hơi đất nó lên cũng rất là độc địa đó. Thì cũng cảm ơn đến Tina đã gửi cái phần quà đó cho chị đẹp, cảm ơn rất nhiều đó. Quá trời mũi luôn rồi, hồi mũi chích cái chân bên này quá trời đơm luôn rồi. Đã có miếng bạc mới được, có miếng bạc ngủ đau lưng lắm. Chào tạm biệt cả nhà nghe.